Đang dùng điện thoại gì. Khảo sát được thực hiện với 2.000 người Mỹ trưởng thành, một nửa trong số này không biết đang dùng điện thoại gì và không thể nhận diện được chiếc điện thoại đang dùng trên kệ hàng. Trong khi đó, người dùng Galaxy S9 cộng nắm rõ thông tin về chiếc điện thoại của họ. 71% trong số này có thể nhận diện được chiếc điện thoại đang dùng trên kệ hàng. Mù mờ nhất là những người đang dùng iPhone XR và iPhone 7. 56% trong số này không thể nhận diện được điện thoại trong số iPhone đang bày bán. Một lượng lớn người Mỹ thậm chí không biết điện thoại của họ có chức năng gì. Khoảng 60% người dùng Samsung Galaxy S7, S8 và S9 không biết thiết bị này hỗ trợ sạc không dây. Và đây chính là điểm buồn cười nhất. Một phần 3 người Mỹ nói rằng họ đang sở hữu điện thoại 5G dù thực ra chúng không có tính năng đó.